làm ăn không thành công và liên hoan. Đấy, chỉ có nhà hàng ấm. Alo, vâng ạ, à, ok anh, vâng. Lúc nãy anh có đặt cho bạn anh Hùng tổng cục thuế đúng không? Đặt cho bé ấy, chứ nhà cổ ấy. Ừ, tổng cục thuế. Một bàn thôi chứ nhà cổ đấy, anh đặt nó bé ok đấy. Ông đến rồi đấy, ông đang hỏi bàn bao nhiêu đấy, nên đón xem nào.